chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Son Môi Đỏ. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ 30 phút từ trưa thứ hai tới trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Quý vị thân mến, giày cao gót là vũ khí sắc đẹp của chị em phụ nữ chúng ta, thế nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đáng lo ngại. Ngày hôm nay xin mời quý vị khán giả cùng trò chuyện với chuyên gia trị liệu Nguyễn Trần Trung để nghe anh ấy chia sẻ về những tác hại của việc mang giày cao gót. Xin chào Thanh Nguyệt và rất vui khi chương trình đã mời Trung tới đây để chia sẻ một số kinh nghiệm trong vấn đề trị liệu của mình. Dạ, với chương trình Son Môi Đỏ thì có rất là nhiều chị em phụ nữ quan tâm đến vấn đề sức khỏe. Và đúng là nói tới giày cao gót thì chắc là người phụ nữ sẽ mang giày cao gót rất là nhiều. Thanh Huyền được biết là giày cao gót nó sẽ để lại những cái tác hại về sức khỏe nếu như mà chúng ta mang quá nhiều. Như vậy có đúng không ạ? Giày cao gót với phụ nữ nó cũng giống như cái ví với đàn ông vậy đó. Thì không bao giờ thể nào mà thiếu được. Thế thành ra là những cái vấn đề xảy ra với giày cao gót thì cũng giống như những vấn đề xảy ra với ví, nhưng nó sẽ xảy ra ở nhiều vấn đề hơn. Giày cao gót nó sẽ xảy ra vấn đề về khớp gối, khớp hông và thắt lưng. Đó là ba nơi mà bị tác động nhiều nhất của giày cao gót. Cụ thể là nó sẽ để lại những cái tác hại như thế nào với lại sức khỏe của mình ạ? Cái để nhận thấy rõ nhất nó chính là vấn đề về đau lưng và đau khớp gối, kèm theo là đau cái gót chân. Thì ba vấn đề mà các chị em sẽ cảm thấy là thường xuyên xảy ra khi đi giày cao gót. Vấn đề về gót chân thì nó sẽ bị vấn đề về gai gót chân rất là nhiều, gây ra khi chị em đã dồn cái lực nó bị sai cái trọng tâm, khiến cho cái cơ thể nó bị đẩy cái trọng lượng nó bị sai. Và sau khi gót chân có vấn đề xong, nó sẽ đẩy lên cái khớp gối của mình, bị chịu lực rất là nhiều. Và chịu lực sai luôn, thành ra là sẽ ăn mòn và thoái hóa khớp gối sớm. Thứ ba, đẩy lên cái khớp hông và phần thắt lưng thì là nó sẽ gây ra một cái vấn đề, đó chính là lệch cái khung chậm, hoặc là gây ra vấn đề như kiểu tăng ngưỡn. Tăng ngưỡn là sao? Tăng ngưỡn là đấy, như chị em lại thích cơ thể có đường cong, nhưng mà nó lại bị quá cong so với một cái tiêu chuẩn của cái cuộc sống căn bản bình thường, nên là gây ra những cái nhóm cơ ở phần lưng nó co rút một cách bất thường, và nó gây ra một thời gian dài có thể dẫn đến thoát vị đĩa đệm hay là thoái hóa đốt sống thắt lưng. Chung như những người đồng nghiệp của mình sẽ có một lời khuyên cho các chị em, đó chính là nên đi giày cao gót có hở mũi là thứ nhất. Thứ hai là nên đi giày cao gót ở dưới 7 phần thì cái vấn đề trọng lượng nó sẽ không bị thay đổi trọng tâm quá nhiều. Dạ, dưới 7 phân, nhưng mà với một người có công việc như Thanh Huyền thì điều đó hơi bị khó. Và khi mà nghe anh Trung chia sẻ như vậy thì chẳng lẽ là mình không mang giày cao gót nữa, đúng không ạ? Phải có những cái điểm mình có thể thay đổi được không ạ? Để mà không mang giày cao gót nữa thì với chị em phụ nữ rất là khó. Cái việc này á, thì sẽ có những cái khắc phục và hỗ trợ cho cái vấn đề mình bị sai thế như vậy, là bằng cách tập luyện cũng như là massage và hỗ trợ vấn đề về chân. Ví dụ như gót chân chẳng hạn, thì Trung vẫn thường khuyên bệnh nhân của mình là khi đi làm về á, thì nên dành khoảng 30 phút để massage phần gót chân hay bàn chân của mình, kèm theo đó chính là ngâm chân vào nước ấm ấy. Thì nó sẽ giải quyết được vấn đề về các mạch máu cũng như là nhóm cơ đang bị co cứng ở phần chân. Và nếu mà ai đang kiểu bị cái vấn đề là đi một thời gian dâu xong nó gai dưới chân, nó kiểu là bút bút, thì nên lấy một chai nước đá lăn cái lòng bàn chân khoảng 3 đến 5 phút. Thì khi duy trì những bài tập đó thì cái gót chân mình sẽ được ổn định nhiều hơn. Thanh Huyền thấy các chị em phụ nữ khi mang giày cao gót á, quá lâu thì sẽ dẫn đến một cái tình trạng là lúc mà đứng lên tự nhiên kêu rắc rắc ở ngay cái phần đầu gối. Dạ, thì đây là một cái tình trạng như thế nào? Thật ra thì đây không phải tình trạng của các chị em phụ nữ không đâu. Đây là tình trạng chung luôn. Các anh em nam giới cũng hay bị như vậy. Vì cái vấn đề này thì chúng ta phải biết khớp gối bao gồm cái gì. Khớp gối bao gồm xương đùi và xương cẳng chân, kèm theo đó là cái xương bánh chè để hỗ trợ vận động. Tùy thuộc vào cái vấn đề là mình đứng lên là bị kêu hay là ngồi xuống nó bị kêu thì chúng ta sẽ biết được là cái vấn đề nó nằm ở đâu. Ví dụ như bây giờ đang là đứng lên nó bị kêu đó, thì xương bánh chè đang không vận động kịp theo cái khớp gối thì nó sẽ đi kèm vào cái cơ tứ đầu đùi đằng trước này, nó đang bị yếu, và chúng ta phải tập vận động hỗ trợ cho cái cơ nó khỏe lại, nó kéo được cái xương bánh chè. Và khớp gối nó còn một vấn đề nữa là khi mà mọi người sử dụng khớp gối quá sai trong thời gian dài thì nó sẽ gây ra vấn đề thoái hóa và tràn dịch khớp gối. Những cái vấn đề đấy thì tuổi trẻ chắc chưa cảm nhận được đâu, nhưng mà khi có tuổi một xíu thì bắt đầu là nhiều khi là đi lại không được luôn. Và có những trường hợp là phải thay luôn cái khớp gối này để có thể vận động được. Đó. Anh khuyên mọi người là nên để ý đến khớp gối cũng như việc để ý đến cột sống của mình vậy. Tại vì
cột sống là cái cột của nhà, nhưng mà khớp gối nó như là cái móng nhà vậy. Mà cái móng hỏng thì tất nhiên là cái cột giữ không được đâu. Nói ngoài lề một chút xíu, đó là Khánh Huyền cảm nhận là khi mà thời tiết đã thay đổi thì các cơ xương khớp trên người mình á, tự nhiên nó cũng trở nên đau nhức. Thì nó có cái mối liên hệ nào ở đây không ạ? À, có. Cái này thì nó có mối liên hệ. Nhiều người đoán thời tiết rất là tốt, ví dụ như hôm nay đau lưng quá chắc mai mưa. À, có hả? Có. Rất nhiều bệnh nhân ngồi trông đoán thời tiết kiểu vậy, nhưng mà đúng là mai mưa thật. Đó. Vì sao? Vì thật sự là khi thời tiết thay đổi á thì cái áp suất nó cũng thay đổi. Thành ra là áp suất nó đẩy vào người mình nó cũng bị thay đổi theo. Thế là cái việc mà cơ á nó rất là nhạy cảm với cả những cái áp suất từ bên ngoài. Nhiều khi mà trời lạnh quá phát là bắt đầu ngủ dậy một giấc là không quay được cổ luôn. À đúng rồi, dạ. Đó, hoặc là em chĩa cái máy lạnh vào người ở nhiệt độ khoảng thấp quá, khoảng 18, 19, 20 phát là sáng dậy đôi khi cái cổ cứng ngắt à, không có quay được. Vì cơ nó đã bị rút lại đột ngột trong đêm rồi. Dạ, là do là nhiệt độ hay là do là mình ngủ sai tư thế à? Nói chung là sẽ phụ thuộc vào cả hai. Tư thế nó sẽ quyết định là cái cơ nó co rút nhiều hay ít. Còn cái nhiệt độ sẽ quyết định là cơ nó co hay là giãn. Thế thì trong những cái trường hợp mình ngủ dậy mình cảm thấy là cổ cứng mà không có quay lại được thì mình sẽ phải làm như thế nào? Cái này thì chúng ta sẽ có 3 bài tập để hỗ trợ cái việc này rất là tốt. Bài tập đầu tiên nó chính là khi em nghiêng cổ sang này, em thấy có một cái nhóm cơ thang nó đang nâng lên. Dạ đúng rồi. Đó, thì mình giữ vào cái nhóm cơ đó, nghiêng sang 6 lần, xong rồi xoay mặt sang là cầm vào đây. Em thấy nhóm ức cơ ức gần trũng này. Dạ. Đó. Quay mặt sang 6 lần là hai cái nhóm cơ chính, cơ thứ ba là cơ bậc thang này nữa. Đó, nó khi em nghiêng lên sẽ thấy một cái nhóm mình giữ vào đấy, nghiêng. Và tự dưng sau 6 nhịp làm 3 lần cho anh thì cái cơ nó sẽ được giãn ra tạm thời, và kèm theo đó là em lấy chườm nóng vào, là em làm một khăn ấm em chườm, em vận động một xíu là em có thể vận động bình thường trong ngày em đấy. Tuy nó sẽ còn hơi bị nhói một chút nhưng mà nó sẽ không bị giới hạn về cái vận động nhiều. Quay trở lại vấn đề là mang giày cao gót, thì mình thấy là mỗi lần mà mang giày á, mình đứng lâu mình sẽ có một cái cảm giác là chóng mặt và mình bị mất thăng bằng, thì nó có cái mối liên hệ giữa các dây thần kinh khi mà mình mang giày cao gót lâu và ảnh hưởng đến cái hệ thần kinh, cái sự tỉnh táo của mình không ạ? Hệ thần kinh hay là hệ cơ nó sẽ đi liền từ dưới gót chân lên đầu. Nên là khi em đi giày cao gót quá nhiều, mà thứ hai là cái độ cao nó càng dốc thì cái trọng lượng nó được tải không có chia đều xuống, nó bị thay đổi cái trọng tâm đi. Khi đó bắt đầu là cái nhóm cơ nó sẽ bị căng cứng và nó bị giãn ra bất hợp lý. Bệnh của cơ thể người ấy, bên anh thì anh thường chia ra bệnh nó sẽ xảy ra về cơ nhé. Bệnh nó xảy ra về mất cái cân bằng 50-50 trước sau và trái phải. Khi em đứng ở giày cao gót quá lâu thì những cái nhóm cơ như cơ bắp chuối của em này này, nghe, gọi dân dã bắp chuối, và những nhóm cơ đùi sau nó sẽ bị căng quá mức, và kèm theo đó là những cái nhóm cơ đùi nó sẽ bị giãn quá mức. Dạ. Đó, nó sẽ tê dần lên nếu mà đứng quá lâu, nó mỏi, nó gây áp lực trên cái khớp hông của mình. Đó, và từ khớp hông tiếp tục đi lên, nó đi lên tiếp phần rộng dựng sống ở trên lên, xong tiếp tục là cổ vai gáy. Thế thì chị em phụ nữ sẽ nên tập những cái bài tập hay là có những cái bộ môn thể thao nào có thể giúp hỗ trợ sức khỏe hệ cơ xương khớp và để mình có thể thoải mái mang giày cao gót ạ? Để hỗ trợ được nhưng mà để thoải mái mang giày cao gót thì chắc chắn là sẽ không có, tại vì chị em luôn luôn giày cao gót nó luôn trong tình trạng nó ôm chân lại, thì mà để có sự thoải mái nghĩa rất là khó. Nhưng mà nên hỗ trợ những bài tập để bảo tồn cái kết quả mình về nhà mình thoải mái, nó không ảnh hưởng nhiều đến cơ xương khớp. Những bài tập về đùi, mông và chân, hay là kèm theo những bài tập đi bơi chẳng hạn, nó rất là tốt cho vấn đề về cơ chân và cơ hông. Rất là cảm ơn anh đến đây ngày hôm nay để chia sẻ với Thanh Huyền và quý vị khán giả. Thanh Huyền có một, không biết có phải gọi là đam mê không, nhưng mà công việc và cuộc sống của mình gắn liền với giày cao gót. Mình không thể chối bỏ vẻ đẹp và những cái lợi ích mà giày cao gót mang lại. Nhưng mà đúng là mình cần phải chú ý rất là nhiều về vấn đề sức khỏe và phải có những lời tư vấn từ các chuyên gia trị liệu giống như là anh Trung, để mà Thanh Huyền và quý vị khán giả có một cuộc sống mà Thanh Huyền nghĩ là nó sẽ tiện lợi hơn và an toàn cho mình hơn. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Cảm ơn anh Huyền. Và Thanh Huyền sẽ được hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chủ đề lần sau, được phát sóng vào lúc 12:30 từ trưa thứ hai tới trưa thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.